Chào mừng bà con đã đến với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh Cây Lậy. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con về cây giống sầu riêng và kỹ thuật đắp mô sầu riêng. Hầu như bà con nào đã trồng sầu riêng đều phải thực hiện cái công đoạn này ha. Đó chính là bồi mô cho nó cao lên để tạo độ ẩm cho rễ và để cung cấp nhiều đất hơn để cho rễ nó phát triển tốt. Và trước khi chúng ta đắp mô á, thì chúng ta phải xem cái bộ lá của nó, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đắp mô được nha bà con. Chúng ta phải quan sát để ý là cái lá sầu riêng thì lá nó phải nó chuyển từ lá lụa đến già đó, thì chúng ta mới tiến hành đào mô như thế này. Và tùy vùng đất, tùy điều kiện đất mà trước khi chúng ta đắp mô, bồi mô như thế này thì chúng ta có thể rải phân hay là không rải phân. Nhưng mà thường thì đối với những cái vùng đất mà đất xấu, đất vàng á, thì chúng ta bồi mô vô á, thì chúng ta không rải phân nha bà con. Tại vì khi chúng ta đòi mô á, thì nếu rải phân á, thì cái rễ non nó ăn ra thì mình ta bồi mô nó sẽ rất là ngập rễ cho cây, cho nên khi chúng ta bồi mô như thế này thì không rải phân ha. Đó là điều lưu ý thứ nhất. Và chúng ta đào những cái rãnh như thế này và để khi chúng ta tưới á, thì có phèn á, phèn nó sẽ rõ theo những cái rãnh ha. Và lưu ý thứ hai mà mình muốn nhắc đến bà con khi bồi mô như thế này á, là chúng ta phải tạo theo một cái hình kiểu như là hình chớp vậy đó ha. Và trên mô thì nó nhọn dần dần ra phần đáy mô thì nó phình ra ha, giống như hình chớp để cho nước nó được chảy tốt hơn ha. Đó chính là hai lưu ý để khi chúng ta bồi mô. Còn đây là cái vườn khác nè, chúng ta cũng bồi mô như thế này. Nhưng mà đất ở đây á, thì nó không có tốt như đất như vườn đầu tiên mình quay cho bà con xem á. Thì đất đây thì thuộc diện nó còn ướt ha, chúng ta phải để khô. Nếu mà bị phèn là chúng ta phải rã vôi hoặc là lân hạ phèn cho cây nữa nha bà con. Đất này thì phải để khô mới tốt được. Đất sét như thế này thì rễ non ra nó rất là kém phát triển, mình phải xử lý đất cho nó tơi xốp thì rễ non mới phát triển tốt ha. Trên đây là hai lưu ý để giúp bà con trang bị thêm cho mình một vài kỹ thuật để bồi mô cho sầu riêng hàng năm. Và cuối clip thì xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những đoạn video lần sau.